bảy giờ được là có cái xây cái lồng bự bỏ vô nha các bạn. Bỏ vô rộng lại. Mình đi đây cái nó bay qua bên kia. Một cái chuồng lớn như vậy nè, thả vô nó mới thoải mái được. Ồ, nó trốn đây các bạn, trốn ở đây. Ngày hôm qua là bẫy được khoảng 20 con. Có cái mái che để mưa mới ảnh vô đây, mới ảnh đậu đây. Chim mồi vậy các bạn, chim mồi nó dạng. Chim mồi là mình nuôi lâu năm mình nó dạng với cái con người rồi đó, nó quen rồi, không có nhảy nữa. Rồi khi mình đi bẫy lồng á, mình thả nó ra, nó kêu là những con chim khác nó về, nó đi nó dướng cái vòng. Hôm nay mình không có bẫy vòng, còn mấy con mới bắt về nó nhát nha các bạn, nó bay như chim bổi á, bay nó nhảy dữ lắm. Bữa nay mình rộng là mình bán cho ta ăn thịt hay là bán cho ta nuôi? Dạ, nuôi chơi. Nuôi chơi hả? Không có bán chát gì hả? Để ăn thịt chỉ nuôi chơi thôi, không bán chát hả? Cứ bán cũng được chứ. Này, cái rô ti ăn đã. Còn chim này thấy nó không bự luôn. Của mình nó vậy, trong đây nó vậy mập lắm. Khu đất này nó giòn giòn vậy hả? Đất này đất lớn hả? Một cái lồng này nhốt biết nhiêu cho đủ rồi. Không nhiều lắm. Mấy con con. Cái này ước lượng được nhiêu con? 50 hả? Mấy con ký hả?
có gà nha các bạn. Gà tre, bồ câu, hôm nay là trải nghiệm đi bẫy cu nha các bạn, đi bẫy chim cu
Đây thuộc về địa phận xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn nha các bạn. Huyện Hóc Môn thì nó giáp ranh với Đức Hòa, Long An. Thế mới bay về hai con nó mất tiêu rồi. Này gì nhìn ấm trưa mà giờ nó mới dài. Giờ mình sớm hả? Mà chuẩn bị xong rồi văng lên là gió hiu hiu rồi mình ngủ các bạn. Này có cái võng cái ra ngoài cái bìa không làm dắt tới chiều các bạn. Dâng lên một cái đầu ngọn tre, bên kia có cây tre nữa, dâng lên cộng dựng đứng lên. Thấy câu khâu chuẩn bị này thấy mê rồi nha các bạn, mà không biết tình hình lát đây là sao. Mình cũng lần đầu tiên trải nghiệm đi lưới câu theo kiểu này. Lưới mà không có mồi mọc, không có chim mồi hết trơn. Người ta không có cốp nha các bạn.